đồng. Ừ. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ á, ừ. thế lại là mấy chị đó lại không trúng là đại biểu hội đồng. Ừ. Thì từ đó là bên lãnh đạo là cho là chị đó là thôi việc. Ừ. Mà còn là bên nam giới á, thì dù là được là làm chủ tịch, nhưng mà khi là nhiệm kỳ hội đồng thì lại không trúng là đại biểu hội đồng. Thì không làm chủ tịch nhưng mà phải bố trí là công việc khác và để làm. Thế còn đối với phụ nữ thì là thôi việc cho về. Đó là đối với cái xã hội. Cái đấy là đối với sự là đối với phụ nữ mình nhé, cũng nhìn thấy cũng rất là ok. Nhưng mà đối với phụ nữ mình cũng không biết lên tiếng bởi vì mình nhé. Đánh để thể hiện rằng là tôi có quyền với đồng tiền đó, tôi có quyền với việc lao động của vợ tôi, và tôi có quyền kiểm soát tất cả các cái vấn đề của gia đình, đúng không? Thì đấy là chính là liên quan đến vấn đề là cái quyền của gia đình, đúng không? Thì rất nhiều cái trường hợp nó xảy ra, đúng không? Có những không phải chỉ ở trên này mà kể cả dưới xuôi, có những anh lúc mà đi làm hai vợ chồng thu nhập nó đều có thể chồng nghỉ hơn vợ một tí thì rất là bình thường, nhưng khi là không ổn và tôi bị dụng tiền, vậy là gì? Có được xảy ra? Bao lâu có xảy ra? Các chị chú ý, đúng không? Vậy là chúng ta chú ý là cái này có thể xảy ra được bao lâu? Mang của nhà đi dùng hết rồi, bây giờ thì nhà con nó, đúng không? Thế là thế này, là bao lâu? Sao cho họ, cho mình đặc biệt là mấy cả đêm tháng này chúng ta chưa chồng chồng thì chồng cũng về. Cũng về, cũng về, thì con đi chào cũng về, vừa thì hết, một ít. Kể cả bạo lực về kinh tế, đúng không? Vậy là gì? Không có cái bạo lực nào nó đơn thuần chỉ mang một ý nghĩa, tức là, đúng không? Vì có ông nào có thể đánh một ông chủ, đúng không? Thế thì không, nếu mà chị em mà thấy là gì? Quay lại cửa của chị Phương nói là nếu chị em hoàn toàn không thèm cái chuyện đấy nữa, đúng không? Không thèm theo mình nữa, đúng không? Thì đối với tôi chỉ còn cái là chỉ một tính đần thôi. Là tôi khó chịu, là tôi cực giọng cái đó thôi mà. Cứ quật 3 giờ chắc ta nhìn. Nhưng mà ban ngày ông chồng thì cứ đi suốt ngày, có tiền rồi đi nhậu đi nhé, ăn uống mà ban đêm á. Thế giờ ông chồng về đêm ấy thì là hôm sau mà không hỏi thì cũng không bao giờ ai dám nói ra, đúng không? Yeah. Thì đây chúng ta thấy rằng cái bạo lực đấy nó có thể xảy ra, đúng không? Và thường thì có thể mọi người cứ tưởng rằng là ngoài vườn này giặt giũ để nấu cơm thì ông chồng em thì về khuya, người phụ nữ thì phải về sớm trong những ngày hôm qua, vừa trưa em về là chạy về đợi nhà này nấu ăn là giặt giũ và cũng là nhiều công việc, còn ông chồng em cũng không về. Không chắc, dạ, mà ông chồng em cùng mình nhận của mà chắc là ông chồng cho em khác chắc là hơn ông chồng em rồi. Vì có mấy anh cũng nó chứ phải là cán bộ mà phân nhiều là em thấy là mấy chị em mà còn trong được cỡ 10% thôi, còn lại là 90% là chị em phụ nữ là chịu ganh vác cái nặng nề là không bình đẳng này ạ.
thì em cũng có cái con quân đôi lúc em ngủ không được, em suy nghĩ em suy nghĩ cũng biết làm ra việc thì em cũng được, cũng được. Anh nhà chị là làm công tác là làm cán bộ gì, về cái gì? Em là làm chồng ấy là làm cán bộ gì ạ? Chủ tịch ủy ban. Thế thì anh đi khuya có vấn đề gì không ạ? Anh ấy có... em không nói được thế dạ. Trong châu thì em biết mà chị em nó không biết, mà riêng là giống như bản thân em rất là khổ. Nhất riêng là chồng em chiều hôm qua về tới nhà uống say là liệt, say xưa là vừa đi về tới nhà là bổ chảy ra máu đầy người luôn. Mới chơi em là chưa từng thấy người khác giống như vậy, giống như bản thân em, giống như gia đình của em. Nhiều bổ xong thì anh ấy có chảy máu thì anh ấy có làm gì nữa không, hay là anh ấy vào nhà nằm ngủ thôi? Vì thầy chưa biết chứ, chưa tới nhà, mới về tới giữa đường thôi. Thì đã bổ rồi. Gần tới nhà rồi, tí nữa là lôi cổ xuống áo đi. Cái đầu xuống áo đó. Mà may mắn là có con đứa cháu là để đi đường, đi qua đường là đứa cũng nhờ đứa cháu là chắc về tới nhà. Mà nếu không á thì bị chết đắm dưới cái hồ này đó. Từ mọt từ đúng. Rất là khổ, là rất là khổ. Chưa có ai đã từng giống như là gia đình của em. Cũng bây giờ cũng chú về con lấy nhà. Con nào ở về tới nhà vừa ghen tuông. Nói là em chứ có phải là em đi học không? Bây giờ đi học không? Em là đi kiếm, ở đây rất nhiều chị, để kiếm được chị nào ở đây. Rồi. Con lên nhà thì về chiều, cứ từ về đến nhà là
năm rồi là bảo tôi đi làm. Nói chung đi làm sang dâu đào đi cần củ. Thôi con biết một cái là